Thưa quý vị, chiều nay ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với thành phố Hồ Chí Minh, triển khai nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết số 98/2023/QH15 được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chính thực vào ngày 6 tháng 7 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 98 bao gồm 44 cơ chế chính sách với 7 lĩnh vực được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại nghị quyết, Quốc hội đã giao Chính phủ 4 nhiệm vụ: ban hành nghị định quy định chi tiết với 3 nội dung: quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân liên quan đến các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên của thành phố, việc bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường, tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện nghị quyết vào năm 2026, tổng kết vào năm 2028, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với thành phố cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, phân quyền cho thành phố, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp với thẩm quyền nhằm điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp, giải quyết những bất cập phát sinh trong thực tiễn quản lý, phát triển thành phố, mở rộng việc phân cấp ủy quyền cho Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố so với các quy định hiện hành và giao Thủ tướng Chính phủ một nhiệm vụ, ban hành quy định phân cấp trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Để đảm bảo triển khai sớm nghị quyết, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo xây dựng nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nghị quyết 98 có rất nhiều cơ chế chính sách đặc thù đã được Quốc hội quy định giao thẩm quyền cụ thể cho Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố. Vì vậy, Thủ tướng giao yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan rà soát kỹ trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định, thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo đúng quy định của nghị quyết Quốc hội và thẩm quyền của Chính phủ, trình Chính phủ ban hành trước ngày 1 tháng 8 năm 2023. Bộ Tư pháp thực hiện thẩm định hồ sơ xây dựng nghị định theo quy định, hướng dẫn hỗ trợ về quy trình thủ tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định về trình tự, thủ tục rút gọn, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, quy định chi tiết thi hành nghị quyết. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định phân cấp, trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Tư tưởng chỉ đạo là phải chủ động, kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn, hành động quyết liệt và phải có hiệu quả. Bây giờ văn bản giấy tờ thì là nó đang nằm trên giấy. Cuối cùng là chúng ta phải làm sao cho nó ra được, có thành quả, có kết quả, cân đong đo đếm được bằng cái sản phẩm cụ thể. Thì muốn như vậy thì bây giờ thì chúng ta phải làm tiếp những cái việc như thế nào. Thì thứ nhất là vấn đề tổ chức thực hiện. Thì tôi cũng tán thành với đồng chí Nguyễn Văn Nên rồi hai đồng chí Phó Thủ tướng là chúng ta sẽ thành lập một cái ban chỉ đạo tổ chức thực hiện. Do tôi làm trưởng ban, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy làm phó trưởng ban thường trực, kết hợp với cái ban chỉ đạo vùng Nam Bộ. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch Đầu tư dự kiến phân công cho từng bộ, cơ quan chủ trì các nội dung và thời hạn cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ cần phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ đã đề ra theo phân công, giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững trên tinh thần cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước. Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ và có tiến độ, thời hạn, sản phẩm cụ thể cho các sở ban ngành, quận huyện của thành phố triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để cùng với các bộ ngành sớm đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực Singapore lần thứ 7. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và phát biểu. Diễn đàn có sự tham gia của đại diện hơn 700 doanh nghiệp Việt Nam và Singapore, trong đó có 400 doanh nghiệp tham dự bằng hình thức trực tuyến. Việt Nam có 12 khu công nghiệp Việt Nam Singapore tại 9 tỉnh thành phố hoạt động hiệu quả, trở thành biểu tượng hợp tác kinh tế giữa hai nước nhiều năm qua. Singapore là nhà đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam với 3.200 dự án và 73,4 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký tại hầu hết các ngành lĩnh vực. Singapore cũng là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong khu vực với tổng kim ngạch xuất khẩu hai chiều đạt 9,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022, tăng 11,6% so với năm 2021. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, trải qua chặng đường 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm phát triển quan hệ đối tác chiến lược, hai nước được xem là điển hình của mối quan hệ năng động và hiệu quả trong ASEAN. Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác ngày càng sâu rộng, thực chất với chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Singapore để phát huy tối đa khả năng, lợi thế của hai bên, cũng như sự năng động, sáng tạo, dám đột phá, góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore phát triển sâu rộng và hiệu quả. Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Singapore nói riêng triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và lâu dài ở Việt Nam. Đề xuất chính phủ chỉ giao tổng kế hoạch vốn thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia, không giao dự toán chi tiết đến từng dự án và nguồn vốn theo từng dự án, lĩnh vực cụ thể, để các địa phương chủ động trong triển khai thực hiện. Đây là ý kiến của tỉnh Hà Giang trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu về việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số vào sáng nay, mùng 7 tháng 7. Hà Giang là địa phương được giao tổng nguồn vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia là gần 5.400 tỷ đồng, cao nhất cả nước, nhưng vốn đối ứng chỉ 5%, thấp nhất cả nước. Theo lãnh đạo tỉnh Hà Giang, việc giao vốn chi tiết cho từng dự án khiến địa phương rất khó khăn trong quá trình thực hiện, lồng ghép các nguồn vốn, khó khăn trong việc tổ chức thực hiện và không giải ngân hết kế hoạch trung ương giao. Có dự án cần nguồn vốn lớn để triển khai, nhưng dự toán thuộc dự án được giao thấp. Có dự án đối tượng thụ hưởng, thời gian thực tế chi trả ít nhưng dự toán trung ương giao lớn, địa phương không được điều chỉnh dự toán từ dự án này sang dự án khác, hay cùng một nội dung hỗ trợ nhưng tại các chương trình mục tiêu quốc gia lại có mức hỗ trợ khác nhau. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Hà Giang cần quyết tâm giải ngân 100% vốn và hoàn thành các mục tiêu vào đúng năm 2025. Đánh giá đúng, khách quan, thực chất trong việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo để có giải pháp hỗ trợ, đầu tư phù hợp, rà soát lại các tiêu chí về nông thôn mới, nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh tiêu chí cho phù hợp với đặc điểm tình hình, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng khó khăn, vùng cao. Nghiên cứu cơ chế giải pháp để lồng ghép việc triển khai thực hiện các chương trình trên cùng một địa bàn, cơ chế phân cấp, phân quyền chủ đầu tư cho cấp xã, cộng đồng trong việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án theo phương châm nhà nước có công trình, dân có việc làm. Trên cơ sở các ý kiến của đoàn giám sát, kiến nghị của tỉnh Hà Giang, đề nghị các bộ ngành theo chức năng thẩm quyền được giao, tham mưu với chính phủ tiếp tục tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để địa phương dễ thực hiện. Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, đi kiểm tra thực tế tại các xã Bạch Ngọc, Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên. Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm mới đạt hơn 30%, trong đó 39 bộ và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20%, 37 bộ và 3 địa phương chỉ giải ngân được dưới 15% kế hoạch vốn. Từ nay đến cuối năm, để đáp ứng được mục tiêu giải ngân tối thiểu là 95% trong tổng kế hoạch được Thủ tướng giao sẽ là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Là công trình giao thông trọng điểm, khi đi vào khai thác sẽ phục vụ đắc lực cho kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc có tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng lại gặp tình trạng dở dang trong giải phóng mặt bằng, việc thi công công trình bị đình trệ. Hiện tại thì là có vướng rất nhiều mặt bằng. Anh em cũng cố gắng là có mặt bằng đến đâu thì thi công triển khai thi công ngay đến đấy. Để nhanh tiến độ thì cũng phải có những cái công tác chờ người dân để hoàn thiện thì mới đẩy nhanh được toàn bộ công trường. Còn về mặt máy móc thì phía chủ tư nhà thầu cũng đã huy động đầy đủ dưới công trường, chỉ có chờ cái công tác mặt bằng nó hoàn thiện 100% thì sẽ đẩy nhanh được toàn bộ cái dự án.
công tác giải phóng mặt bằng chỉ là một trong nhiều điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân. Báo cáo mới nhất ngày 4 tháng 7 của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân của 6 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 215.500 tỷ đồng, đạt 30,49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tốc độ giải ngân kể trên, để đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm khoảng 711.000 tỷ đồng, bao gồm cả vốn kế hoạch năm 2023 và bổ sung từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội là thách thức lớn. Rất nhiều cái vốn đầu tư công chưa giải ngân được, như vậy điều đó nó phụ thuộc vào cái thủ tục giải ngân thôi. Như vậy chúng ta phải xem lại cái quy trình giải ngân, thủ tục giải ngân, cách thức giải ngân của chúng ta, cách thức đánh giá dự án, phải quay lại cái đó và quay lại chúng ta phải thì chiến lược đầu tư công chúng ta cần phải sửa đổi trong điều kiện mới thì may ra thì đầu tư công chúng ta mới hoàn thành được cái kế hoạch. Kỳ họp Quốc hội vừa qua đã quyết định tháo gỡ cho giải ngân vốn đầu tư công cũng như cho phép tiếp tục giao nguồn vốn trung hạn và các dự án chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Từ đó sẽ tạo điều kiện có thêm dự án để có thể triển khai từ giờ đến cuối năm. Hơn nữa, Quốc hội cho phép điều hòa linh hoạt giữa nguồn vốn của chương trình phục hồi và các dự án liên kết đầu tư trung hạn để đáp ứng yêu cầu nghị quyết 43, phấn đấu giải ngân hết trong năm 2023, đúng theo yêu cầu của Quốc hội. 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận sự phục hồi của thị trường trong nước, kéo theo sự phục hồi của sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, ngành công thương vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ, khắc phục. Đó là những điểm nổi bật được nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành công thương diễn ra vào sáng nay. 6 tháng đầu năm 2023, sản xuất công nghiệp phục hồi 99% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng ngành điện dù trải qua thời điểm nắng nóng gặp nhiều khó khăn, song đã nhanh chóng khắc phục. Lượng điện cung ứng tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm 2022, cơ bản bảo đảm phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Về xuất nhập khẩu, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,25 tỷ đô la Mỹ, gấp 11 lần cùng kỳ năm trước. Con số này đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu tới 9,8 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá ngành công thương đã tích cực chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh và cần tiếp tục nỗ lực để nền kinh tế tiếp đà phục hồi. Đồng thời cũng đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành công thương phải thực hiện trong 6 tháng tới, bao gồm kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tiếp tục cải cách thể chế, đẩy nhanh tiến trình ký kết các cơ chế hợp tác thương mại quốc tế, tăng cường kết nối, xúc tiến thương mại và duy trì kỷ luật, kỷ cương trong điều hành, thực thi công vụ. Cầu tín dụng giảm mạnh, doanh nghiệp xuất khẩu thiếu đơn hàng, vướng mắc về thủ tục pháp lý. Bất chấp nhiều giải pháp hạ lãi suất, 6 tháng đầu năm tín dụng vẫn tăng trưởng thấp. Vốn không chảy ra được nền kinh tế, doanh nghiệp không có tiền, có thể ảnh hưởng đến nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Lần giảm 0,5% các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước vào trung tuần tháng 6 là lần giảm thứ tư liên tiếp từ đầu năm 2023 đến nay. Dù có những biện pháp cụ thể trực tiếp để các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động và cho vay, thúc đẩy nguồn vốn tín dụng, tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là tăng trưởng tín dụng tính đến đầu tháng 7 mới chỉ đạt 4,03%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm trước 8,51%. Lãi suất chúng ta đã hạ thì tín dụng đáng nhẽ thì thông thường là phải tăng. Thế nhưng vì sao nó lại có cái câu chuyện là tăng chậm hơn khi mà lãi suất thì giảm nhanh? Và cái suy giảm về cầu đầu tư, rồi cầu tiêu dùng là có thể nói là đang rất thấp. Thế mà cái cầu tiêu dùng, cầu đầu tư mà thấp thì cái cầu tín dụng nó cũng không thể tăng cao được. Thứ hai nữa là sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp thì đúng là khó khăn. Tồn kho thì nhiều, thế rồi thì nhiều doanh nghiệp thì khó có đơn hàng, ngay cả lĩnh vực FDI. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa bao giờ điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước lại khó như hiện nay. Doanh nghiệp hiện nay rất khó khăn, dòng tiền đứt đoạn, tồn hàng tồn kho nhiều, thậm chí một số doanh nghiệp phải giảm bớt người lao động. Trong khi đó, giá cả nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao, dẫn tới giá cả hàng hóa tăng, sức mua cũng suy yếu, dẫn tới nhu cầu vay vốn thấp. Vấn đề giảm lãi suất là đến cái mức độ nào để là dừng lại. Và cái tiếp theo nữa là một số những cái thủ tục hành chính là cần phải cải thiện để tránh cái chi phí cho doanh nghiệp. Và cái thứ ba nữa chúng ta nên quan sát thị trường thế giới, vì khi lạm phát ở ngoài thế giới mà lớn mà chúng ta nhập khẩu nhiều thì làm đẩy cái lạm phát trong nước lên, do đó chúng ta phải kiểm soát được cái hoạt động nhập khẩu một cách tối ưu. Và cái tiếp đó là chúng ta nên tận dụng khi mà lạm phát được cao thì có nghĩa là giá cũng lên cao, chúng ta có thể xuất khẩu hàng với giá cao. Với định hướng năm 2023 là tín dụng phải tăng 14-15% thì mức tăng trưởng hiện tại đang thấp hơn nhiều so với các mục tiêu đề ra của Ngân hàng Nhà nước. So với cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tín dụng hiện mới chỉ đạt 8,94%, mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá và tiếp tục hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, theo chủ trương của Chính phủ.
Sáng nay 7 tháng 7, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vừa phát đi thông báo 4 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất cách nhau chỉ vài phút, xảy ra từ lúc 9 giờ 31 phút đến 9 giờ 48 phút, có độ lớn từ 3,5 đến 4 độ, riêng trận thứ tư có độ lớn là 4,2. Trận động đất thứ nhất có độ lớn 3,9, xảy ra vào 9 giờ 31 phút 31 giây. Trận động đất thứ hai xảy ra chỉ sau đó 1 phút, vào 9 giờ 32 phút 10 giây, có độ lớn 4,0. Vào 9 giờ 37 phút 18 giây, khu vực này lại xảy ra trận động đất thứ ba, có độ lớn 3,5. Đến 9 giờ 48 phút 2 giây, trận động đất thứ tư tại khu vực xuất hiện với độ lớn 4,2. Cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Động đất tại khu vực huyện Con Plông xảy ra thường xuyên và liên tục từ năm 2021. Tần suất và độ lớn của các trận động đất có xu hướng tăng lên trong thời gian gần đây. Khởi tố bắt tạm giam phó giám đốc hai trung tâm đăng kiểm tại Quảng Bình. Nghịch lý mùa tuyển sinh vào lớp 10, câu chuyện xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ nhập học cho con. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố bắt tạm giam phó giám đốc của hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về tội nhận hối lộ. Ngày 6 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long, phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7301S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình và Trần Lê Trung, phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7303D về tội nhận hối lộ. Bước đầu xác định, hai đối tượng đã nhận tiền của chủ phương tiện, lập khống hồ sơ cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện. Tổng cộng số tiền mà hai đối tượng này nhận từ các chủ phương tiện là hơn 950 triệu đồng. Riêng với Nguyễn Thanh Long, qua điều tra, công an xác định từ năm 2021 đến 2022, đối tượng đã cấu kết với các đối tượng khác lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới cho 71 xe ô tô, thu lợi bất chính tổng số tiền 623 triệu đồng. Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Nam xuất hiện một số nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, đi xe mô tô lạng lách đánh võng trên các tuyến đường, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp này. Đây là nhóm 15 đối tượng do Phạm Vũ Đức Đạt, sinh năm 2007, cầm đầu, sử dụng 6 xe máy, mang theo hung khí là vỏ chai bia, không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi để đi tìm nhóm thanh niên trên thành phố Phủ Lý để đánh nhau. Khi đi đến cầu Châu Giang, thuộc địa phận phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, nhóm đối tượng này đã ném vỏ chai bia đe dọa người đi trên cầu, làm thương tích một người dân. Ngày 20 tháng 6, cháu rủ các bạn cháu cầm các vỏ chai bia lên thành phố Phủ Lý và ném vào người đi đường ạ. Cháu nhận thức hành vi của cháu là sai và phạm pháp luật ạ. Qua thực tế, các vụ việc đã được xử lý, đa số các đối tượng chưa đủ tuổi để cấp phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện với tốc độ rất cao, lạng lách, đánh võng trên đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Khuyến cáo các bậc phụ huynh có con em trong tuổi vị thành niên thực hiện tốt nguyện pháp sau. Thứ nhất là phải quản lý chặt chẽ các em cả về thời gian cũng như là quan hệ gia đình, và đặc biệt là không giao các phương tiện cho các em khi chưa đủ tuổi điều khiển. Thứ hai là kịp thời nắm bắt các thông tin biểu hiện tụ tập, rủ dê, lôi kéo, đua xe lạng lách đánh võng để kịp thời ngăn chặn, tránh để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Để kịp thời ngăn chặn, xử lý những vụ việc thiếu niên gây rối trật tự công cộng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chức năng, nhà trường, gia đình, lập danh sách các trường hợp nằm trong diện bỏ học để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, không để các đối tượng xấu lôi kéo, tham gia các hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Thưa quý vị, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăng mạnh, ước thực hiện hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 101,1% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng 5,32% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,05%, công nghiệp và xây dựng tăng 6,93%, dịch vụ tăng 5,2%. Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng cuối năm đạt từ 8,5% trở lên, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 7 cho đến 7,5%.
Lạng Sơn cũng đã đặt ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, đó là tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, đôn đốc hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, các khu chức năng. Thưa quý vị, câu chuyện xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ nhập học cho con trong những ngày gần đây đã trở thành tâm điểm khiến nhiều gia đình có con chuẩn bị vào lớp cuối cấp cảm thấy lo lắng và thậm chí là bất bình khó hiểu. Hiện tượng này không chỉ đẩy các vị phụ huynh vào tình thế mệt mỏi về thể chất, tinh thần mà còn trở thành những hình ảnh không đẹp, thể hiện quyền được học tập bình thường của học sinh đang bị bóp méo. Hà Nội những đêm phụ huynh không dám ngủ, thay nhau bám trụ cổng trường. Cảnh tượng xếp hàng xuyên đêm, ban ngày đội nắng dành suất học cho con của các bậc cha mẹ Hà Nội đã trở thành câu chuyện lạ lùng và gây hiếu kỳ với những người ngoài cuộc. Nhưng đây là câu chuyện không còn mới. Tôi đến đây chuyển từ đêm qua lúc khoảng 11 giờ đêm, hai vợ chồng. Tôi đem vợ đến xong tôi về nhà tôi nghỉ ngơi, xong sau tôi đến tôi sống với vợ còn gặp từ 1 giờ đến 3 giờ như thế thay nhau. Lúc đấy lúc 10 giờ có khoảng tầm 40 phụ huynh, xong rồi sau cứ tăng dần đều, đi sáng thì đã nghỉ rồi. Hôm nay tôi đến đây từ 5 giờ sáng và tôi cũng chỉ lấy được đến số 199. Nói chung là các bác thì cũng đến rất là sớm, từ 9-10 giờ tối cơ, nên là xếp được hàng đầu thì các bác thì đã vào được hồ sơ hết rồi. Còn chờ đến lượt gọi tên. Bố cháu đang chờ bên trong này. Nhiều trường hợp bị trượt nguyện vọng 1 và thậm chí cả trượt nguyện vọng 2 và 3 nếu đăng ký mà không đúng. Tôi đi xếp từ 5 giờ đến giờ. Thế bác thấy đến sớm từ 5 giờ có giải quyết không? Chả giải quyết vấn đề gì, do cái cách tổ chức ở đây. Vì sao anh không tổ chức thì để dân cứ ùa vào, chỗ thì ghi tên, chỗ thì xếp hàng, chả biết tầng nào rồi. Cho nên là không cái tổ chức ở đây kém, làm cái lộn xộn ức chế. Vạ vật, mỏi mệt và sẵn sàng vượt rào để lấy được một con số. Xếp hàng cả chen lấn xô đẩy mới lấy được cái số này, nếu mà để xếp hàng tử tế chắc là không được. Và sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Mẹ, tức là mẹ mất nhiều không con? Mất nhiều tiền không? Mất nhiều tiền không? Số tiền 50 triệu mà bà mẹ mang đi đóng tiền học cho con đã không cánh mà bay. Sự cố đã khiến mẹ nam sinh sốc nặng, còn em khép nép, buồn bã, làm nốt các thủ tục nhập học để rồi sau đó đưa mẹ đến bệnh viện. Giáo dục luôn là điểm nóng bởi đụng chạm đến mọi ngóc ngách của mọi gia đình. Tuy nhiên, nhà trường và ngành giáo dục cũng có thể lựa chọn nhiều cách làm thể hiện tính sáng tạo và nhân văn, thay vì để phụ huynh trắng đêm quay cổng trường dành một suất học cho con. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội không thiếu trường lớp đến như vậy. Để xảy ra tình trạng này, lỗi đầu tiên thuộc về các nhà trường. Họ hoàn toàn có thể chọn cách thức phù hợp hơn để giảm thiểu những áp lực nhọc nhằn không đáng có, ảnh hưởng tiêu cực tới học sinh, phụ huynh và hình ảnh giáo dục thủ đô. Việc phụ huynh chịu khổ, xếp hàng xuyên đêm, nộp hồ sơ cho con thực tế chỉ diễn ra ở vài ba trường trên tổng số hơn 100 trường trung học phổ thông ngoài công lập của Hà Nội. Dù sức nóng của kỳ thi vào lớp 10 năm nay là có thật, song hầu hết các trường đều có cách làm hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho phụ huynh. Tăng số lượng hồ sơ phát ra cho cha mẹ học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển tại trường trung học phổ thông Mây đã là 1.300 hồ sơ và chỉ tiêu của chúng tôi chỉ có là 450 chỉ tiêu. Để giảm bớt được tất cả những cái thủ tục, nhà trường đã áp dụng những cái phần mềm cũng như là công nghệ chuyển đổi số. Tuy nhiên, một điều hiển hiện trước mắt là rõ ràng dân số cơ học tại Hà Nội đang tăng chóng mặt, khiến hệ thống trường công quá tải ở tất cả các cấp. Mặc dù có khá nhiều trường tư thục, nhưng đây không phải là lựa chọn của số đông. Nhà nước nên kể cả đóng góp như thế nào để xây thêm trường cho các cháu. Đất bỏ hoang rất nhiều, nhà máy rượu, nhà máy dệt kim đương thân bỏ không bao nhiêu năm nay rồi, không xây cho các cháu trường nữa học. Học sinh Hà Nội ở một mức độ nào đó cũng là những học sinh học cũng không đến nỗi tồi. Và mở cửa cho họ vào trung học phổ thông và sau này vào đại học, thực ra là chuẩn bị nhân lực cho
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hay là những trí tuệ nhân tạo hay những gì. Và đây sẽ là một cơ hội để Hà Nội có thể vươn lên bứt phá trong cái việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Và vì vậy tôi thực sự nghĩ rằng là Hà Nội cần suy nghĩ lại về việc gọi là điều chỉnh cái quy hoạch các trường trung học phổ thông. Bên cạnh hệ thống các trường trung học phổ thông, Hà Nội cũng là một trong các địa phương có số lượng lớn các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với học phí thấp, số môn học ít và thời khóa biểu hợp lý hơn, đảm bảo cùng một đầu ra với giáo dục phổ thông. Bởi vậy, đây sẽ là lựa chọn khôn ngoan cho những học sinh có học lực khá, có thể tập trung ôn thi đại học. Và thực tế là đã có nhiều em thành công đã đậu đại học với kết quả khá cao. Phải đầu tư thêm vào cho cái hệ thống giáo dục thường xuyên, nâng cao chất lượng của họ để thuyết phục được phụ huynh và học sinh rằng cơ hội của em vẫn còn nếu mà học ở giáo dục thường xuyên. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết Hà Nội phấn đấu từ kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025, tất cả các trường trên địa bàn đồng loạt triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến, không thu hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp, quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng thêm các trường học, không để tái diễn tình trạng phụ huynh xếp hàng cả đêm nộp hồ sơ cho con như thời gian vừa qua. Thưa quý vị, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 41 tranh cúp Petro Việt Nam PVCFC đang diễn ra với những trận đấu kịch tính sôi nổi của các đoàn vận động viên. Bên cạnh đó, trên khán đài ghi nhận những người âm thầm đồng hành cùng giải đấu để liên tục cập nhật diễn biến các trận thi đấu thông qua hình thức truyền dẫn trực tiếp livestream đến với khán giả, đồng thời lan tỏa tình yêu bộ môn bóng bàn đến với đông đảo công chúng. Số đang là 6-4 và Mạnh Huy ra bóng. Pha dứt bóng đi ra ngoài rồi. Đây là buổi livestream trực tiếp của bình luận viên trẻ tuổi Lê Hiệp của kênh Table Tennis Review. Có mặt tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh từ những ngày đầu diễn ra giải đấu, Hiệp và cộng sự của mình đã tường thuật liên tục các trận đấu hấp dẫn tại giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân qua các trang mạng xã hội của mình với mong muốn những người yêu bóng bàn cả nước có cơ hội theo dõi các trận đấu đỉnh cao tại giải. Bản thân tôi thì cũng là một người chơi bóng bàn, cũng là một người đam mê thể thao. Thế nên là kênh của chúng tôi lập nên thì trước tiên là để phục vụ đam mê của bản thân đã. Thứ hai là để phục vụ cộng đồng nói chung, mặc dù là một cộng đồng khá nhỏ về thể thao. Đó là môn bóng bàn, môn khó chơi, khó để tiếp cận, nhưng mà sẽ hy vọng là lan tỏa được những cái giá trị riêng của môn bóng bàn đến cho tất cả mọi người. Là giải đấu cao nhất về chuyên môn trong hệ thống giải quốc gia, quy tụ những vận động viên xuất sắc của làng bóng bàn Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để theo dõi trực tiếp từng trận đấu. Chính vì vậy, Hỏa Châu Bóng Bàn, một trong những diễn đàn yêu thích của bộ môn bóng bàn, đã tổ chức ghi hình trực tiếp các trận đấu thông qua hình thức livestream để khán giả ở xa có thể tận hưởng trọn vẹn các trận so tài cũng như không khí của giải đấu. Bên mình đã theo giải này livestream được khá nhiều năm, 4-5 năm rồi, khá là dài. Ngày xưa thì các trang thiết bị để học khó khăn, bây giờ cải tiến hiện đại hơn thì bây giờ các cái trận livestream thì đưa lên các fanpage và YouTube và cũng thu hút được khá nhiều người xem, đến khoảng 1.000 người xem. Cùng niềm đam mê với bộ môn bóng bàn, các diễn đàn khác cũng đồng hành và ghi hình giải đấu. Sau khi quan sát các trận đấu tranh tài sôi động, kênh thông tin về bộ môn bóng bàn này đã có những trải nghiệm thú vị về giải đấu uy tín cấp quốc gia. Thực ra là về các giải đấu trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam thì giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân bao giờ cũng là một cái giải uy tín nhất. Kênh Sport TV này là mong muốn là sẽ đem lại những gì tốt đẹp nhất cho bóng bàn, đem cái môn thể thao bóng bàn này tới toàn dân, và cũng hy vọng là để cho Việt Nam có thể mạnh hơn trên khu vực. Hy vọng rằng những hoạt động như thế này sẽ tạo hiệu ứng, lan tỏa, đưa nhiều người đến gần hơn với bộ môn thể thao bóng bàn.